Xin chào tất cả các bác. Hôm nay là Ước đang có mặt tại trong thôn đây. Vừa ở nhà xong thì đi xuống đây thì bạn mua hiêu về để nuôi các bạn. Biển 38 này các bác này. Để xe đây được mà anh mà. Đang làm chương trình mô hình nuôi hiêu. Nhốt chuồng nào đâu? Bên này á? Hai chuồng bên này à? Một, hai, ba, bốn, năm chuồng. Sau này mở rộng ra ở khu này được nhờ. Đấy, đất rất là rộng nhá, cả cái đồi này luôn. Đất của nhà Đông này. Mấy hecta đây các bạn. Bên cạnh này là nhà chú của Đông. Tối đi dưới kia mưa to. Mưa em được 7 con Thanh Hóa nào mà con Thanh Hóa về bảo vệ. Rồi, ăn lũ. Có bằng zoom đàng hoàng nha. Market đàng hoàng đấy. Ông chủ đây các bác đây. Sau này thành ông chủ hiêu ấy. Mấy con đợt này trở về mấy con đâu? Bốn con. Bốn con à? Đây, đi quay trực tiếp cho các bác xem nhá. Bộ cắt nhung nữa. Anh có cái kéo. Anh có cái kéo để em cắt cái dây cửa cổ không? Anh đứt có nước không? Bỏ nước vào cho em đi. Nước có trộn ít muối nhé. Con này nhanh lắm nhờ. Cái này mà sổng ra thì thôi. Không bắt được nó ấy. Đấy. Có như hợp này vào bắt được không? Không quen đâu nhờ. Bắt phải hết sức cẩn thận nhá các bác nhá. Sổng gái là chạy lên đồi đây, khu vực đây toàn đồi này. Mất luôn đấy. Mất luôn mấy chục triệu ấy. Đấy, chuồng. Đây, nhảy ác nhờ. Chốt vào nhà đâu nhá, chốt chưa? Cây có thấp không? Này hơn 2 mét chắc không sao nhỉ. Nó kêu bé. Đông lên cái tấm ván này. Dẫm lên cho nó chẳng. Đây chạy hiệu. Chi nhánh thành phố Hà Nội. Nhà Đông này chắc là nhà đầu tiên đấy nhỉ. Đầu tiên nuôi hiêu. Ở xã Phương Độ là có hai nhà thứ hai các bác. Nhà đâu nhỉ? Hai nhà nhỉ? Nhà anh Trụ bây giờ còn nuôi không nhỉ? Có. Cả xã có hai hộ nuôi hiêu thôi. Hai đực hai cái. Chi nhánh hai ba. Dạ. Bỏ nhốt chung. Không, nhốt chung ấy. Được bắt cái nào tốt là mình tách ra. Đặt. Đặt.
Nhìn con này nó nhanh thật nhờ. Chân nó dài thế mà. Ờ. Chân bé. Chân bé tí thôi các bạn. Bắt là toàn ôm thôi. Nhưng mình không biết bắt là mình cầm chân đấy. Tay ôm bụng, tay ôm. À, đỡ như kiểu mình mình ôm con gà ấy nhỉ. Yeah. Không bao giờ cầm cánh với cả cầm chân. Tí cho tao vào chuồng bên này thì anh mày đúng màu đó đấy mày vào. Vào chuồng bên kia giống nhìn giống màu hiêu. Đúng màu đấy. Đấy nó ăn luôn đi nhá. Không ấy đâu. Ừ. Đói nó đi từ dưới kia lên. Ừ. 2 ngày rồi mà. Tối từ Hà Tĩnh lên rồi các bạn. Tối nay tôi qua. Con to này là con đực anh. Hai con to là con đực. À hai con to là con đực. Nuôi hươu này nó nhàn hơn nuôi trâu. Trâu thì mình phải thả ra đi chăn. Còn đây thì mình cứ trồng cỏ xong là cắt cỏ về cho nó ăn đấy các bạn. Có đất rộng là cứ trồng cỏ xong là cắt về cho nó ăn. Nó ăn lá chuối không nhỉ? Nó ăn như trâu thôi phải không? Nó kêu như dê không? Bạn Đông bạn cũng tìm hiểu rất nhiều rồi về hươu rồi. Nên mới là quyết định lấy về nuôi. Đấy nó ăn luôn này, nó đói ấy. Ăn. Hôm nào nếu mà sửa sang lại được nhỉ? Hàn hết sắt vào, hay inox vào. Sắt nó gì? Inox ấy nhỉ? Hàn inox lên. Tôi đóng rồi. Nên nó có 8 không nhỉ? Có 8 không? Không. Tao thử không bị 8 à? Không, nó nhảy nè. Nhanh lắm con này. Nó 8 cái nước màu vàng ấy. Tôi cãi nó phó đâu. Ủa sao tôi cãi nó phó đâu bố? Em nuôi để lấy nhung hiêu ấy. Mới sinh sản luôn. Đực mà. Cái nó có sừng đâu. Đực nó mới có sừng. Đực mới có sừng chứ. Cái thì cái chỉ sinh sản thôi. Đực nhiều càng tốt. Mắt nó nhìn trong veo nhờ. Cái ra có sừng đâu. Nhìn như hòn bi ấy. Cái sinh sản thôi. Phân như phân dê nhờ. Như con dê. Dài phân dài hơn phân dê. Cầm về nắm làm kỷ niệm không? Cầm về quán này. Đi. Đông chặt ít cỏ cho nó nữa. Đông chặt ít cỏ cho nó nữa. Cái này đi. Bây giờ nó vẫn đang sợ chứ nhỉ. Buộc cửa chưa? Lấy dây thép buộc cửa vào. Bây giờ nó đang nghỉ ngơi rồi. Nó đi xe 2 ngày mệt đấy. Anh ơi cho em lấy cái hình ảnh gì? Còn đùi đứng đây này cho em gái anh. Đứng đứng về bên này cho em gái anh. Con hiếu này là nó bận mạnh kiếp. Ừ. Tại nay bận kiếp bún. Sau này là phải thêm. Cái này hơn nó. Con được đặt cái đi. Ăn cơm đúng không? Ăn gì ăn ngoài đấy. Ngoài đó. Nhưng mà vẫn phải ở ngoài không mặc tiền ở đây.
Mày hợp lên xe đi, đi vào. Cái đầu tiên cho mẹ ở đây trông chút đi. Bắt áo đi ông đủ. Mới hợp đi xem thả hiêu còn được mấy cơm đấy nhỉ? À, đúng không? Muốn bế hiêu. Muốn thế. Xem thả hiêu còn được mời cơm các bạn. Có một hộ trên này nuôi. Nuôi đây nuôi được không? Khi heo đấy nhiều có ký cho mình. Ông bàn giao con giống. Đây là hợp đồng này. Hợp đồng đấy. Hợp đồng giữa công ty. Hợp đồng giữa công ty lên đấy. Cũng nọ cũng xuống rồi. Xuống cách đây được con 5 ngày con đi này. Vâng, xuống rồi. Hai bố con xuống. À, hai bố con xuống. Có con rồi. Vâng. Có bố đẻ ha. Nhưng anh em ơi, đấy. Đấy cái này. Bố sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 70. Dạ tè ha. Anh có bao nhiêu? Anh có 63. Thế vẫn còn lái xe được ấy. Ờ, nó chạy xe luôn. Hay rồi. Đồng bừa như hôm anh vào ấy. Hôm đi vào là không thấy bác nhỉ? Không, bố cháu là không phải không đi chạy xe đó, chạy chuyến chạy xe à? Chuyến chạy xe. Tôi còn sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. $65,200 à? Vâng. Đây là hợp đồng sau này mình bao tiêu sản phẩm luôn đấy đúng không? Đúng rồi. Anh nói thật anh quên. Tính năng đến từ điện được không? Thế nhà anh con người không? Không con người. Không con con người không? Con người chứ. À. Nhà nào cũng thế. À, nhà nào cũng thế à? Tức là Nhung kia là công ty ấy mua thì mua hết. Ờ, mấy bạn nữa có họ mua lại, mấy bạn thôi. Cứ muốn nhiều á. Mấy đắng lên mạng thì mua họ xá, mấy đắng lên mạng dẫn cái họ mua. Đồ phá họ mua thì mình cắt, mình gửi với họ bắn kia về cho mình thôi. Được rồi. Chứ không cần trực tiếp nữa. Bạn đến mang lắm. Mang một con xe máy rồi nhỉ? SH nhỉ? Bảo là yêu ấy, mang một con xe máy rồi. À, mang con xe máy. Mang con xe máy. SH chứ đủ. SH mò. Mình về mình phải mua đây. SH mò hôm nay chứ đủ. Vâng. Ăn đủ. SH mình về mình phải đủ xăng. Cho ăn cỏ. Con này đủ cỏ. Đủ cỏ lại ra sản phẩm. Hai con đực nữa là khó lắm. Ở đây trong làng em cũng nuôi trâu nhiều mà. Mà nuôi trâu vất vả phải đi chăn.
Con này mà bốn con này không bằng một con nghé ăn. Này, nó ăn ít. Ăn ít hơn. Ăn ít hơn trâu. Trâu xong ăn cơm luôn nhỉ? Không. Bọn em có lại xin phép, bọn em có lại chờ phải đi. Con nào ăn chúng nhá. Ơi ăn cơm á. Ăn cơm luôn anh. Cơm luôn. Xong ăn cơm, ăn cơm đây luôn. Con ăn em bọn em ăn này ngoài phố và một thứ ăn bọn em. Chờ về khỏi mưa là một thứ. Chờ cả ngày thôi. Ăn thôi. Đi nào cô, chú về ăn cơm mất ở ngoài. Anh em ăn cơm không nhỉ? Ừ. Cơm à? Muốn với Hợp đến xem bác Hiếu cũng được mời cơm nhỉ? Không phải cầm cốc đâu. Bác Hiếu cũng ăn cơm à? Bây giờ nhà bạn Đông có món gì ấy? Món châu chấu à? Cào cào à? Lấy ở dưới lên à? Là lấy hươu về thả các bạn. Ước đang ở trên khu vực nhà hàng thôi. Thế bảo là lấy bạn Đông lấy hươu về thả. Thế là đi ra xem. Đi ra xem cũng được mời cơm. Ăn món ngon rồi. Đâu lấy cái cao cao người ăn nên nó cao cao ấy nhỉ. Cao cao Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thôi. Tôi xuống xem Đông xuống xem dê ấy. À xem hươu ấy. Như dưới kia đang gặt hay sao ấy. Mới có con này chứ nhỉ. Chẳng đâu Phật Nam muốn. Chén không? Tự nhiên cầm cái hai chai nước lên cho chúng nó nhìn thấy. Giờ nó ăn cái gì nữa? Nó đã 9 giờ là nó đây muốn lấy đi do đi. Anh không muốn đâu. Anh chịu rồi. Tay vẫn đang đau rồi chịu. Lấy cổ báo kìa. Anh còn đang đeo sâm panh của báo. Ướp hả? Sâm panh báo. Uống nước ngọt rồi. Anh em cứ uống đi. Đang ngồi chơi thôi. Sáng nay vừa đi cắt chỉ xong rồi. Thôi ưng ưng được mà. Ở Đồng Lăng hả? Bên nhà Đức Minh à? Nhà Đức Minh. Thế sáng không gọi em đi cùng. Em lái xe xong. Đi một mình không ăn. Đâu sáng nay gọi taxi đi mà. Sơ tinh, sơ tinh. Cũng sơ tinh cùng các bác rồi. Chúc mừng bạn Đông rồi. Chăn nuôi sớm phát triển. Sớm có thành quả. Sớm có thành quả. Sao tinh nha bạn. Sao tao mà. Cao quay. Đông đâu nhỉ? Đói gì cơ. Đông đi tắm à? Hoa mắt vào rồi. Ất dẹp. Gà ngon đấy. Ăn món ngon rồi. Chúc mừng Hiếu năm. Chúc mừng Hiếu. Chúc mừng nha. Khoa đừng là xí hả rồi chứ mà đi. Không có quá nó hẹn mà tầm 4-5 giờ đến mà. Xe họ chạy thẳng lên nhanh mà. Để làm cái dạng non nơ phải non. Mấy tưởng đưa nó đi chiến khách. 9 giờ hôm qua nó đi rồi xuất phát rồi. Bọn này nó lên cao tốc chạy nhanh không? Chạy nhanh lắm. Đi cao tốc nhanh không mà. 9 giờ. Ở đó. Đây chạy thẳng không như không như xe khách đón trả khách mới lâu thôi. Đây chủ món cà cao đây. Đi hôm qua mình đi là 9 à 3 giờ. Cho 4 3 rưỡi đi. Và 4 giờ mời cô chú nhá. Không à. Được 9 giờ khuyên này mà chú Thanh Hóa thường cô. Mới con này nó bảo lên giáo có tranh kia có tranh vào đến đến. Bảo Thanh Hóa với lại như Vị Xuyên làm đấy sao mà. Đâu? Đây tầm xe. Cái tầm xe nó cả nhà nó lại bốn bảo còn lên chú nó phải nhiều mối lắm. Ừ. Mấy con đấy. Cảm ơn mấy cơm nhé. Đâu ngồi đâu? Anh nhé. Mua nhé. Cái à? Mua nhé. Cầm. Đi cao cao. Đi cao cao. Đây ngồi đây. Cạch sơ tinh gái. Chúc mừng gái. Mừng quá. Chúc sớm có thành quả. Đâu từ. Đấy. Đấy, cạch sơ tinh thật là không uống. Nè, cúc nó cúc với chén cạch nhau khác nhau nhỉ. Thế rồi. Nghe nó không vào. Không kêu mấy. Còn 3 tháng nữa mới cạch cái kia được.
bảo ăn gì? Bán thịt nhá. Bán nước vắn, đến đường đi đi. Mấy chén thì cái con món này đặc biệt đấy nhỉ. Con lê Hà Tĩnh lên tôm bay đấy, tôm bay ấy. Mua dọc đường à? Dọc đường. Dưới kia họ đang mùa gặt. Dưới mùa gặt thế là mới có đúng không? Đấy, trên này mùa này không có đâu các bạn. Này gặp cái nhìn trắng trắng này này, cái mấy gần cao cơ này. Xin kết thúc video nhá. Ăn cơm xong là chiều lại đi lên khu nhà hàng. Xem anh em làm trên đấy.